Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ vô lăng trục vít dành cho máy xăng, máy dầu. Con này thì hay chế trên công lông là nhiều. Nó khỏe. Con này là 4,5 vòng. Đánh lái từ bên trái qua bên trái phải là 4,5 vòng nhé. Thì nó có hai loại vô lăng, một loại vô lăng đường kính 43 và một loại vô lăng đường kính là 39. Một loại thì trần như thế này đây. Một loại trần như thế này. Xem một loại cao và một loại thấp. Loại có cung tắc ấy, thì là loại cao nhất. Mà có cung tắc là loại cao nhất các bạn nhé. Đấy. Công tắc này thì nó sẽ bao gồm cả công tắc gạt mưa, đèn còi, xi nhan. Còn công tắc khởi động này thì có cả nút khởi động. Đây. Đây này, tự nhả này. Đấy. Đây là bộ có công tắc, bộ có công tắc thì bắt buộc cổ phải cao các bạn nhé. Cổ phải cao như thế này thì mới bắt được cụm công tắc. Đây. Bộ này tính từ đáy lên đến mặt vô lăng là 42 cm. Và một bộ bình thường trần là 37 cm. Một bộ lùn là 28 cm. Đấy. Phụ kiện đi kèm thì sẽ bao gồm cái tay đòn này và thanh răng này. Sẽ bao gồm hai tay đòn, một tay đòn ở trên cơ cấu và một tay đòn này thì ở trên thường là sẽ là trên cái trụ xoay của vô lăng. Thường là cái càng xe thì nó sẽ có trục côn như này, hoặc là chúng ta sẽ phải tự làm lại. Đấy, thanh răng thì có loại ngắn, loại dài, cái này bên em sẽ đưa mặc định thôi. Bởi vì là ngắn hay dài các bác về làm nhiều khi không phù hợp thì vẫn phải lối. Mình chỉ cần cái ren ở hai đầu thôi. Đấy, còn chiều cao thì các bác lựa chọn cho em. Tất cả đều đánh lái 4 vòng rưỡi nhé. Đây, hệ thống này là hệ thống đèn báo dừng này. Đấy, rút vào, rút ra này. Con này là con vô lăng đường kính 39 này. Còn con này là vô lăng đường kính 43 này, có nút bấm còi này. Đấy. Hệ thống trục vít thì giống nhau hết nhé, đều 4 vòng rưỡi. Tay đòn này. Đấy, tay đòn này, khoảng cách tay đòn là đây. Tay đòn 12 sen này. Thì thường là khi các bạn đánh vô lăng thì nó sẽ quay qua như này. Đây. Nó sẽ lắc qua lắc lại như này để nó kéo. Tùy theo vị trí nhá, thì ta có thể lắp cái này quay xuống, quay ngang, quay trái, quay phải đều được nhá. Đấy. Miễn sao mình lắp sao lái nó thuận là được. Cùng một cơ cấu này có thể lắp lái thuận, lắp lái ngược đều được các bác nhé. Đấy. Đấy là do cách bố trí của mình thôi. Cho nên là nó sẽ không có chuyện lắp ngược hay lắp xuôi, mà do cách nắp của mình nó sẽ ra ngược và xuôi. Đấy, thì bộ này nó khá là nặng. Cơ cấu của nó đây là các cái rắc lối khách hàng thì về tự đo thôi. Thì đấu đồng hồ, đấu điện thì mình sẽ tự dò ở trên cái mạch này để mình đấu. Đấy, hoặc là có thời gian bên em sẽ dò trước và hướng dẫn cho khách hàng. Thì cái này thì bên em sẽ không hứa trước được, nhưng chắc chắn là sẽ làm được thôi. Hiện tại thì chưa có sơ đồ. Đấy, như cái hệ thống 4 bánh thì em có sơ đồ rồi. Ai làm gì xin cái này em cho luôn thôi, không có giấu riêng gì cả. Đấy, thì đây là cái hệ vô lăng. Đấy, ổ khóa này. Đấy. Mọi thắc mắc về sản phẩm xin vui lòng liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ vào đăng ký kênh để ủng hộ cho em một subscribe và một like. Có gì thắc mắc thì xin vui lòng comment ở dưới phía dưới sản phẩm, dưới phần mô tả. Đây em sẽ thử đánh vô lăng cho các bác xem này. Đấy, lái thì rất là nhẹ thôi. Đấy,
Đây. Đấy. Đây, không cần phải giữ trụ dưới vẫn xoay này, một vòng này. Hai vòng này. Đó, khoảng 4 vòng rưỡi. Đấy. 3 vòng này. 4 vòng rưỡi. Đấy. Khoảng 4,5 vòng các bác nhé. Đây, cơ cấu của nó như này. Đấy. Lắp cái ốp nhựa này thì mình sẽ cho tô vít vào đây, mình siết chặt hai con ốc ở trong này này. Đấy, có hai con ốc và một cái con ốc nhựa để định vị vào đây. Đấy là phần ốp nhựa. Dễ thôi. Còn phần lắp cái vô lăng này thì cái lá đồng này nó phải miết lên trên cái vành nhôm của vô lăng này thì nó mới tiếp xúc được. Đấy. Cái này là mình gá tạm thôi cho nên nó chưa tiếp xúc. Đấy. Vì cái này nó rất là căng. Ghép vào rồi là mình tí nữa mình tháo ra nó rất là khó làm nên mình chỉ ghép thờ như thế này thôi. Bởi vì bên em là bên bán hàng chứ còn phải tháo lắp để vận chuyển nữa cơ. Thì em mà bắn ốc căng vào là nát nữa, tháo ra rất là khó. Đấy, nhưng khi mình ép tụt cái này nó có hệ thống chả lái. Ví dụ các bạn xi nhan bên trái thì tí các bạn đánh vô lăng sang bên phải nó sẽ tự trả lại xi nhan. Giống hệt như ô tô 4 bánh ấy. Đấy, nó dựa theo nó có cái vấu ở dưới này này, đây này. Cái vấu nhựa này. Đấy. Nó có cái vấu nhựa đây này. Cái vấu nhựa này nó sẽ cài lên vô lăng. Sau khi là mình đánh vô lăng lại thì nó sẽ bật cái xi nhan lại vị trí ban đầu. Đấy, nó giống như ô tô vậy đó. Đấy. Còn đây là cái cấu dừng khẩn này. Rút ra và ấn vào này. Rút ra ấn vào này đấy. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đây là công tắc còi này. Đấu còi thì bao giờ cũng dựa theo nguyên lý là mát thì đấu vào khung, còn dương thì ăn thẳng vào còi. Đấy. Thì dây còi thì các bạn sẽ lần cái dây này. Cái tiếp điểm này các bác đấu vào với này, còi. Đấy, cứ đầu tiên đấu còi là ngon ăn nhất này. Từ cái lá đồng này nối thẳng về còi. Còn mát thì nối vào khung thì hầu như các dòng xe đều mát lối khung. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.